Nghệ sĩ Đại Nghĩa, Huỳnh Lập tặng xe đạp cho các em đoàn sinh, học sinh nghèo tại Thừa Thiên Huế. Sáng ngày 30 tháng 6, tại Chùa Từ Đàm, thành phố Huế đã diễn ra chương trình tiếp sức cho em đến trường do nghệ sĩ Đại Nghĩa, Huỳnh Lập đại diện các anh chị em nghệ sĩ trao tặng xe đạp cho các em đoàn sinh, học sinh tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, đoàn đã trao tặng 110 chiếc xe đạp đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang sinh hoạt trong các gia đình Phật tử. Việc hỗ trợ phương tiện này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để quãng đường đến trường của các em không còn quá xa. Được biết, chương trình thiện nguyện lần này còn có sự tài trợ của Hoa hậu Khánh Vân, siêu mẫu Minh Tú, ca sĩ Jun Phạm, Chris Phan, diễn viên Hồng Tú, Duy Khánh.